Đang xin chào bạn. Sau đây là đang giới thiệu các bạn bộ cần lục đánh tầm 40 m trở lại các bạn nhé. Chọn bộ luôn cho các bạn xem. Chọn bộ luôn như này. Quay chi tiết từng sản phẩm một cho các bạn xem. Tiên là máy Alivio 6000 của Shimano. Do Malaysia sản xuất. Đây. Máy này vào sẵn 150 m cước rồi các bạn nhé. Đây các bạn. Sẵn 150 m cước số 6. Máy đây là thông số của máy đây các bạn. Cước số 4 là vào được 240 m, cước số 5 là 180 m, cước số 6 là 150 m các bạn nhé. Alivio của Shimano. Quay rất thích. Tiếp đến là cần spin joy. Độ cứng BXT. Đấy, hàng của China sản xuất nhưng mà xuất Nhật đấy các bạn. Đây tem nội địa Nhật đây các bạn. Đấy, tem nội địa Nhật đấy. Bát cả máy thấp. Khuyên bát Fuji hết các bạn nhé. Rất nhẹ. Đây. Khuyên cần đây các bạn. Đây, khuyên Fuji. Bạn nhìn rõ. Nhìn chỗ Fuji đây, đây. Ở đây cũng thế này. Bạn nhìn. Đây. Tiếp đến là phao. Công nghệ xốp nano các bạn nhé, nổ nhanh, báo cá tốt, rất nhạy, chân đồng. Ngọn phao này các bạn có thể thay ngọn khác được, này vừa đánh bình vừa đánh tì được. Đánh bình thì các bạn thả nó chạy tự do, còn đánh tì thì các bạn đẩy cánh lên. Phao này 2 trong 1 các bạn nhé. Đến tứ 12. Phao kia các bạn có thể đủ số được. Đây tứ 12. Dáng xoài cao các bạn nhé. Tay cứng. Bánh xa bờ. Lên rất thoát các bạn. Nhanh. Tiếp đến là cước pan màu nâu nho, cước này đủ số các bạn nhé. Số nào inbox riêng Hải Đăng Fishing để lấy số thôi. Đây, khóa dùng riêng cho đánh lục đấy bạn. Riêng cho cầu lục, khóa đúc và phụ kiện chạy khóa, khóa chạy phao, kim xiên linh, chống cần các bạn câu luôn.
đang giới thiệu các bạn trọn bộ luôn. Đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.